Ngoài trời đang mưa mọi người, em quay cho mọi người thấy trời đang mưa đi. Hai anh em mình sáng giờ là ở dự án nô quật không nghe. Sáng thì hai anh em mình đi giao hàng cho bên mấy anh quản lý của Nova để bán cho anh mấy anh càm để lắp mấy chỗ quản lý. Trưa thì anh em mình hoàn thiện một căn villa với 4 con cam và hệ thống mạng. Và bây giờ là trời đang mưa nên là mình vừa mới hoàn thành kéo dây cho căn villa chuẩn bị hoàn thiện. Thì mình sẽ nói về cái vấn đề kéo dây. Bữa trước giờ mình chỉ nói là công trình hoàn thiện cho các bạn chưa thấy cái công trình bừa bộn đúng không? Thì đây, các bạn nhìn thấy đây, hay hạ tầng dây nhợ các thứ mình phải vô từ sớm thế này nè. Thì mới có được cái những cái căn villa mà nó dây nhợ nó giấu hết. Thì trước hết muốn làm cái gì thì chúng ta đọc bản vẽ thì chúng ta sẽ biết được là tủ bếp nằm chỗ nào và vị trí nào do người ta thiết kế sẵn á, mình đọc bản vẽ xong á mình sẽ kéo dây bình cơm về đây. Và đây, đây là chuẩn bị, đây mình sẽ kéo 4 dây camera của mình đây ha. 4 dây camera và dây cáp quang nó sẽ nằm ở đây và modem mạng nó nằm ở đây, nó sẽ gom về hết. Và cũng như những cái căn villa khác ở trong dự án Norwood thì hầu như là 4 con camera là các bạn có thể quản lý được hết. Mình cũng đã kéo 4 con. Mình kéo vị trí này phía sau, vị trí bên phía trước, rồi trong nhà và trên lầu là như vậy là đủ. Và những cọng dây này thì đang đi lên hệ hạ tầng mạng nha mọi người. Nói chung là cái nhà này chuẩn bị hoàn thiện thôi và đang trong quá trình xây dựng. Mình chỉ quay cho các bạn xem là cái công trình mà đang dở dang như thế nào. Thì hầu hết là trong cái những cái căn villa trong nô hoặc hầu như là người ta chỉ xây dựng ở ngoài, phía trong là người ta bỏ trống. Đó, các bạn nhìn thấy ha. Thì đây là một hồi đó với mình ít có bây giờ quay mấy cái công trình bừa bộn này, mình chỉ quay những căn hoàn thiện thôi. Hôm nay mình sẽ quay như gì. Và rất là chill khi các bạn mình đi làm mà gặp trời mưa thế này. Bây giờ mình sẽ còn một căn nữa. Nghĩa là bây giờ mình còn một căn đi kéo dây nữa nhưng mà trời mưa này là không đi được rồi. Chờ tạnh mưa xíu mình sẽ di chuyển xuống dưới căn dưới kia ha. Ok. Thì bye bye mọi người nha.